Xin chào quý nhà đầu tư, rất vui lại được gặp lại nhà nhà trong bài nhận định thị trường của HSC và mình là Châu Phạm. Hôm nay là phiên giao dịch đầu tiên của năm mới, thì mình cũng xin phép chúc tất cả chị các bạn một năm giao dịch thật sự thành công nhé. Ngày hôm nay thị trường của chúng ta có một cái bước tăng trưởng khá là đột biến đấy. Nếu mà chúng ta nhìn nhận lại thì thực ra cái vấn đề về cái dịp lễ Tết thường bao giờ cũng là như vậy. Chỉ có giai đoạn của năm 2020, năm 2020 thì chúng ta chứng kiến việc là điều chỉnh giảm sau Tết thôi. Chứ còn mình nhớ thời điểm của năm 2020 ấy, khi mà chúng ta ăn Tết xong là chúng ta có giảm được một hai phiên giảm rất là sâu. Sau đấy thì Covid bùng phát thì nó bị giảm cây nặng rất nặng nề. Mà đến thời điểm hiện tại thì mình cho rằng là mọi thứ nó đã quay về đúng cái quỹ đạo rồi. Và do vậy là phiên dịch của đầu năm năm lần này chúng ta đã chứng kiến là áp lực được mua quay trở lại khiến cho gia tăng. Thì đây là một cái thông tin khá là thú vị và chúng ta nhìn thấy ngay cả chỉ số VN30 và chỉ số VN-Index cũng đều tăng khá đáng kể. Trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì tăng lên ở mức là tạm cái mức tăng trưởng gap, tức là tăng tạm cái khoảng trống giá trên đồ thị. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn nhận lại thì những cái trường hợp mà giá tạo khoảng trống ấy thì nó nên là một khoảng trống nhỏ thôi, hẹp thôi. Và sau đó thì chúng ta sẽ có những phiên điều chỉnh về để làm cái nền giá ở đây cho nó đẹp đẽ hơn, và sau đó thì giá tăng trưởng nó sẽ tốt hơn hẳn. Cho nếu mà trường hợp đi mà chúng ta có những cái khoảng trống giá như thế này mà chúng ta lại không có một cái động lực tăng trưởng cụ thể, ví dụ như là cái lý do về hạ lãi suất trong ngắn hạn, hay là lượng tiền bơm ra, hay là những thông tin quan trọng, thì nó sẽ là những cái việc mà chúng ta bị treo lên đây, mà thanh khoản giảm nó sẽ tạo một cái áp lực bán sau đó. Như là những gì đã diễn ra trong đầu năm 2022. Do vậy là với mình cho rằng là thời điểm hiện tại thì nó cũng đang là khá là tốt rồi. Để cho chúng ta có thể kỳ vọng khởi động cái năm mới. Đó là với nhìn nhận của thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì mình đánh giá là khá là ổn đấy. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn nhận lại với chỉ số của thị trường toàn cầu. Thì thực tế ra là trong tuần giao dịch vừa qua thì áp lực của thị trường toàn cầu nó cũng ghi nhận như là thị trường của chúng ta. Cảm giác giống như là việc thị trường đang cảm giác giống như là việc thị trường đang có một cái bước tăng trưởng đi theo và đuổi theo cái đà tăng của chỉ số của SPX trong thời gian qua. Ví dụ như ở đây mình thấy rõ là cái chỉ số SPX nó có một cái đà tăng từ lúc mà chúng ta nghỉ Tết đến bây giờ là tăng được khoảng 5 đến 6 phiên, thì ráp vào thị trường hiện tại thì cái mức độ tăng cũng khá là đáng kể. Và do vậy là phiên dịch ngày hôm nay thì thị trường của chúng ta tăng lên gần như là có sự tác động của hai yếu tố. Thứ nhất là yếu tố về liên thị trường, nên mà khi các chỉ số lớn cũng tăng. Thứ hai là bản chất của chỉ số VN-Index sau khi mà rũ bỏ cái nhóm hàng đầu cơ ấy thì nó cũng ghi nhận là đây một cái chỉ số tăng khá là ổn. Thì do vậy mình đánh giá đến thời điểm hiện tại là chúng ta đang có một cái cơ sở để chúng ta kỳ vọng là lượng tiền bắt đầu quay trở lại thị trường. Nhưng chắc chắn là để mà chúng ta mua lên ấy thì mình cũng khẳng định là trong giai đoạn trước đây đến bây giờ, trong gần 2 tháng trở lại đây ấy, thì để mà có một cái xu hướng mới cho giá ấy, nó sẽ trở nên khó khăn hơn. Và việc mà chúng ta giao dịch ấy, thì chúng ta sẽ giao dịch theo một cái hiện tượng, một chiến thuật giao dịch gọi là chiến thuật đánh răng cưa. Tức là chúng ta sẽ ở trong một cái xu hướng tăng trưởng của giá đi, thì nó sẽ không phải là đi lên một cách rất là nhanh chóng như là trước đây nữa, mà nó sẽ có những giai đoạn là giá chỉnh, giá tăng, giá chỉnh, giá tăng, và cứ thế mà chúng ta mua lên bán xuống. Trong hiện tại chúng ta có thể mua được này, và khi mà giá nó lên ở vùng cao hơn, ví dụ là vùng trên này đi, chúng ta có thể bán ra. Và như vậy thì chúng ta chỉ có canh ở trong ngắn hạn thôi, và đặc biệt là nên tập trung với những cổ phiếu mà mang có yếu tố cơ bản tốt. Như ngày hôm nay thì mình nhìn thấy là cái chỉ báo tâm lý thị trường của HSC cũng khá là đồng thuận với cái cơ hội chúng ta giao dịch trong giai đoạn ngắn hạn. Đầu tiên có thể ghi nhận là cái hệ thống chỉ báo tâm lý thị trường của HSC cũng cho thấy là cái đà tăng đang có, cũng chúng ta có một giai đoạn khá là dài giá tạo đáy rồi. Tạo đáy xong rồi, và bây giờ là cái lượng tiền mới bắt đầu đổ vào thị trường, đặc biệt là trong ngày hôm nay cái lượng tiền mới đổ vào thị trường khá là mạnh mẽ đấy, và nó cho thấy là cái tâm lý thị trường hiện tại đang khá là ổn định. Và do vậy là vẫn có thể tiếp tục kỳ vọng là giá sẽ tiếp tục tăng lên một vài phiên nữa, nhưng chắc chắn là để tăng lên ấy, chúng ta sẽ cần một cái rũ hàng, sau đó là kéo lên rũ kéo, chứ không thể nào mà tăng một cách mà mạnh mẽ và vượt bậc như trước đây đâu. Thì đó là với cái xác suất đầu tư ngắn hạn. Còn với đà lan tỏa theo vốn hóa và lan tỏa thanh khoản thì là như thế nào? Thì đầu tiên là theo vốn hóa, thì vốn hóa là những cổ phiếu lớn, nó sẽ tác động đến chỉ số và tâm lý thị trường. Thì hiện nay cái vốn hóa nó đã cắt ra từ trong giai đoạn trước đây rồi,
cái kỳ vọng của vốn hóa nó còn thể ở chỗ là với chỉ số VN30 đi. Chúng ta nhìn thấy rõ là cái đồ thị của VN30 hay là cái việc mà tạo nền giá của VN30 ấy, nó tốt hơn hẳn so với chỉ số của VN-Index. Đây là một cái mà chúng ta nhìn nhận rõ là cái lượng tiền ấy, sau khi mà nó rút khỏi nhóm đầu cơ trong giai đoạn của tháng 12 thì bắt đầu nó chuyển sang cái cổ phiếu nhóm cơ bản tốt và đang tụ tập, và đặc biệt là chỉ số của nhóm ngành ngân hàng. Nếu anh chị để thấy là nhóm ngành ngân hàng hiện nay đang có một cái đà tăng trưởng rất rất ổn và nó tập trung luôn những cổ phiếu lớn. Ví dụ như hôm nay nhóm cổ phiếu ngân hàng có VCB phục hồi trở lại ngay lập tức, hay là với BID cũng bắt đầu có chứng kiến sự quay trở lại của thị trường, hay là với CTG cũng thế, hầu hết là cũng đang giữ một cái nền giá rất ổn. Và do vậy là với những cổ phiếu lớn của nhóm ngân hàng ấy, mình kỳ vọng là nó sẽ có một cái phần góp tạo một cái sóng tăng trưởng cho thị trường trong giai đoạn đến. Đó là với cái việc lan tỏa của chỉ số này. Ngoài nhóm ngân hàng ra, chúng ta còn có thêm cổ phiếu của những cái VHM chẳng hạn, hay là VRE, đều là những cổ phiếu, xin lỗi là VRE, thì đều là những cổ phiếu mà cũng góp phần tăng cho chỉ số trong thời điểm hôm nay. Chắc chắn là khi mà đà tăng ấy, thì một số anh chị sẽ cảm thấy hơi thắc mắc là vì sao mà chúng ta có thể thấy tăng thật nhưng mà có một áp lực điều chỉnh giảm ở trong giai đoạn của cuối phiên. Và đặc biệt là nếu mà chúng ta mua phiên dịch ngày hôm nay ấy, chưa chắc là chúng ta đã có lời. Thì đơn giản là bởi vì cái thanh khoản của giá còn đang thấp, tức là cái lượng tiền mới mà lượng tiền F0 đã chốt trong cái giai đoạn trước Tết ấy, trong giai đoạn này, thì bây giờ họ chưa có lý do cụ thể hơn để họ có thể mở lệnh giao dịch trở lại. Và chắc chắn là thị trường nó sẽ bắt đầu trở nên ấm dần hơn khi mà bắt đầu bước vào những tuần giao dịch mới, chứ không phải là cứ mở mở phiên ra là sẽ giao dịch được ngay. Nó cũng giống như là trong giai đoạn của trước Tết hay là giai đoạn sau Tết, giai đoạn đây, thì nó sẽ mất khoảng một vài phiên để thị trường bắt đầu lấy lại cái đà, cũng như là nhà giao dịch, nhà đầu tư bắt đầu trở quay quay lại giao dịch ấy. Điều này có thể ghi nhận là thị trường tăng tốt được. Và cuối cùng là chúng ta có một cái tỷ trọng chờ mua chờ bán trên vốn hóa, thì ở đây theo cái việc mà cân bằng của thị trường thôi. Thì ví dụ như ở trong điều kiện trước đây mình hay nhắc đến ấy, là thị trường chưa có sự cân bằng, thì bây giờ là cái vấn đề và tách riêng của sự cân bằng ấy, nó bắt đầu nó lệch hẳn nhau ra. Thì trong tình huống này ấy, thì việc mua cổ phiếu nó sẽ trở nên khó khăn hơn, tức là thị trường nó một số cổ phiếu ấy, thì nó sẽ bắt đầu đi tìm điểm cân bằng mới, và một số cổ phiếu thì nó sẽ tăng khá mạnh. Và việc của chúng ta lựa chọn là chúng ta phải lựa chọn đúng cái cổ phiếu mà nó đạt được cái ngưỡng cân bằng, và nó trở và bắt đầu chúng ta có thể mua tại ngưỡng cân bằng này. Cân bằng ở đây thì có thể hiểu là cái nền giá, ví dụ như với chỉ số, ví dụ như là cổ phiếu BID, chúng ta có một cái nền giá tại vùng giá 47 này. Trong trường hợp mà cái nền giá này tốt, chúng ta có thể mở lệnh mua lên được, không sao cả. Đó gọi là nền giá. Nếu mà chúng ta mà chụp giật hay là kiểu mà mua ngay với những cổ phiếu ví dụ như VGC chẳng hạn, đó, hôm nay thì VGC này, HVN đều tăng rất tốt hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta mua thì chẳng lẽ chúng ta lại mua tại cái giá trên 130, thì nó cũng là rất là khó đúng không ạ? Do vậy là cái vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta lựa cái điểm vào thật là tốt, thì chúng ta cái cơ hội chúng ta nó sẽ đến nhiều hơn. Và nhìn vào cái phía nhóm ngành ấy, thì mình cũng có nhìn nhận yếu tố tương tự như vậy với nhóm ngân hàng này. Hiện nay nhóm ngân hàng mà đóng vai trò là đầu kéo ấy, đầu kéo cho thị trường ấy, thì chắc chắn một điều là chỉ số VN30 sẽ vẫn tốt. Những cái cổ phiếu đầu tàu như là VCB này, BID, TCB, CTG, MBank chẳng hạn. Và sau đó là một cái nhóm ngành tiếp theo là nhóm tăng trưởng mạnh hôm nay có BSR, đặc biệt là nhóm dầu khí. Trong cổ phiếu dầu khí ấy, thì nó cũng được cái động lực tăng trưởng khá là mạnh bởi cái cổ phiếu dầu khí của giá dầu toàn cầu. Thì giá dầu toàn cầu là lên của giá 93 rồi, 94 rồi. Do vậy là đến thời điểm hiện tại thì cái nhóm ngành về dầu khí ấy, thì mình cũng kỳ vọng là một trong những cái nhóm mà sẽ kéo thị trường trong giai đoạn tiếp theo. Nhìn chung thì với thị trường này ấy, chúng ta sẽ có sự phân hóa rất là rõ. Tại vì anh chị để ý rõ là chỉ có một số nhóm ngành cụ thể trên này ấy, thì nó mới còn vận động tích cực thôi. Còn cụ thể những cái nhóm ngành còn lại thì đa số là cái vùng đỏ, tức là cái yếu tố tác động đến nhóm ngành nó vẫn chưa đủ để cho cái sự lan tỏa của dòng tiền nó mạnh hơn. Và tiền chủ yếu tập trung tại nhóm ngân hàng này, du lịch giải trí ngày hôm nay, hay là với dầu khí thì trong giai đoạn dầu khí tăng, hay là với bảo hiểm chẳng hạn thì cũng ok. Đó thì là một số cổ phiếu mà chúng ta có thể để ý trong phiên dịch ngày hôm nay nhé. Ngoài ra thì nhìn vào nhóm ngành ấy, cũng có thể thấy rõ là ở chỉ số VN30 hiện nay để mà giao dịch ấy, thì chúng ta sẽ phải ưu tiên theo câu chuyện là mua thấp. Nếu trường hợp ngày mai đi giá chỉnh, chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta giải ngân mua lên, chứ không phải là cứ giá tăng là chúng ta đu theo đâu.
đến thời điểm hiện tại thì chỉ số của thị trường nói chung là nó sẽ chuyển sang một cái pha phức tạp hơn so với trong giai đoạn giao dịch trước đây. Ok, thì đó là một số nhìn nhận chung trong bài video review về thị trường trong đầu phiên nhé, phiên dịch đầu năm. Với anh chị giao dịch với thị trường phái sinh ấy, thì hôm nay mình cũng có nêu cái điểm chốt lời khi mà chúng ta đã mua từ trước Tết, thì bây giờ là chúng ta có một điểm chốt lời tại 1547 và thậm chí là vượt qua cái điểm mà kỳ vọng là 1543. Nhưng để mà thật sự là chúng ta có một cái giữ được cái vị thế này không ấy, thì nó cũng khá là thú vị ở chỗ là ví dụ như hôm nay đi, mình cho rằng là thị trường sẽ không bị có áp lực điều chỉnh cuối phiên, nhưng do đó là áp lực bán xuống, nhưng mà ngay cả cái việc bán xuống ấy thì nó cũng chỉ về lại đúng cái vùng gọi là cái vùng của nền giá cũ thôi, chứ không phải là bị sập luôn cái nền giá này. Do vậy là ngày mai thì mình sẽ kỳ vọng là nó giữ nền tại đây và bắt đầu là phục hồi lên trở lại ở trong cái vùng đỉnh của 1.400, 1.500, 1.46, 1.47. Thì thậm chí là giá có việc chỉnh xuống ở vùng thấp hơn 1.524 là cơ sở để mình cho rằng là chúng ta có thể mua lên được. Thì đó là với thị trường phái sinh. Ngoài ra thì chỉ số OI thì mình cũng sẽ không kỳ vọng là nó sẽ quá cao đâu. Và thực tế là chúng ta đang giao dịch trong một cái điều kiện thị trường nó mang tính là phòng thủ và thận trọng nhiều hơn. Ví dụ là hôm nay mình kiểm tra lại chỉ số VN30 đi, anh chị sẽ thấy là cái OI ấy không giữ qua đêm quá nhiều. Thì đây là một cái điểm khá tích cực ở trong giai đoạn thị trường lần này. Khi nào mà có xu hướng rõ ấy, thì cái OI này mới qua đêm nhiều, và đặc biệt là trong giai đoạn lễ Tết ấy, thì cái OI nó lại càng thấp. Ok nhá. Đó là một số nhận nhận chung và trong đầu phiên mới, trong phiên đầu năm mới, mình một lần nữa xin chúc tất cả anh chị các bạn một năm mới giao dịch thật sự thành công và bùng nổ. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại cả nhà trong bài video ngày mai. Xin chào và hẹn tạm biệt.